Chào tất cả anh em, thì hôm nay thì cũng đã vô chính vụ của sâm cầm, chim sâm cầm. Thì toàn là chuyên bán mấy cái farm thanh cho mấy anh em đang hưởng như một số loại chim di cư mặt xéo mặt đỏ, với lại tất cả các loại tiếng chim di cư. Thì bây giờ cái bản sâm cầm này là bản mới nhất. Anh em nào mà đánh chim sâm cầm, mồng cát hay là vịt trời hay là một số loại chim đêm thì liên hệ với Thuận qua số điện thoại trên màn hình để Thuận tư vấn thêm cho anh em. Cảm ơn anh em rất nhiều nha. Cảm ơn anh em đã ủng hộ Thuận trong thời gian qua. Chào anh em. Ha 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 ha!